Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và lại là Hoàng Bâu đây. Laptop gaming cũng ngán rồi đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang laptop văn phòng cho nhẹ nhàng nhá. Và bây giờ với 15 triệu đi. Với 15 triệu bây giờ thì chúng ta có khá nhiều lựa chọn như chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ, đẹp, sang chảnh các thứ vân vân mây mây. Thế nhưng mà với 15 triệu thì cũng khá là hiếm chiếc máy nào có chip Intel Gen 10 này, rồi thì vỏ kim loại này, rồi thì là màn hình cảm ứng nữa. Và mình đã lục tung cái Google lên để tìm ra xem có một kỳ phong địch thủ nào có những cái tiêu chuẩn trên hay không. Và vừa hay tuần trước sếp mình vừa gửi cho mình con Lenovo S540 đang ở ngay trước mặt mình đây. Và sau một thời gian sử dụng thì theo mình thấy đây là một cái giải pháp khá là toàn diện dành cho anh em văn phòng, sinh viên hay là doanh nhân. Và muốn biết nó ngon nghẻ như nào thì anh em chú ý xem hết video này nhá. Và nếu anh em đang quan tâm đến chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa, bắt đầu video nào. Và nếu như anh em đã chót yêu chiếc ThinkPad T49S rồi thì không có lý gì không thích chiếc máy này nếu như anh em muốn một chiếc máy nó thời trang hơn, nó tranh xả hơn. Thì với 15 triệu chúng ta có một chiếc máy có vỏ kim loại nguyên khối anh em nhé. Cho một cảm giác nó khá là chắc chắn, cầm nắm nó cực kỳ là liền mạch và nó rất là mát tay. Mùa đông nó còn hơi lạnh một tí cơ. Và bản thân mình rất là thích những chiếc máy có vỏ bằng kim loại bởi vì nó mang lại một sự bền bỉ rất là chắc chắn và cảm giác nó yên tâm hơn. Thì theo mình thấy thì trên thị trường nó khá là ít chiếc máy nào trong tầm giá này mà có vỏ kim loại nguyên khối, nên đây là một điểm cộng rất là lớn trên chiếc máy này. Và ngoài ra thì chiếc máy này được sơn xám nhám cả ba mặt, nhìn nó cũng cực kỳ là tranh xả, cao cấp, sờ rất là sướng, rất là mịn. Và đặc biệt là cái chất liệu này nó không bám mồ hôi vân tay anh em ạ. Cho nên là với mình khi sử dụng trong một thời gian thì cũng rất là ít phải vệ sinh, nên đây là điểm rất là thích. Ngoài ra thì cách trang trí của logo của Lenovo này thì nó cũng khá là đơn giản. Khi chiếc logo của Lenovo nó đặt ở phía bên cạnh phải, nó rất là đặc trưng so với dòng IdeaPad. Hay thậm chí là mình có thể thấy là cách trang trí nó rất giống chiếc ThinkBook 14, mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì theo mình thấy cái cách trang trí này nó có phần hơi đơn điệu một chút. Có lẽ là hãng nên đặt cái logo Lenovo mạ Chrome ở giữa này thì có lẽ nhìn nó sẽ tranh xả hơn. Mà đấy chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn với cái vẻ ngoài nó cứng cáp và thanh lịch sang trọng như này ấy, thì nó hoàn toàn phù hợp với môi trường công việc hay là học tập. Nó tôn cái sự lịch lãm của anh em và đồng thời cũng tôn cái sự tranh xả của chị em nữa. Một điểm cộng rất là lớn đúng không? Ngoài ra thì mình thấy cái viền màn hình của chiếc máy này cũng rất là mỏng. Và đây là màn hình 14 anh em nhé. Với một cái màn hình viền mỏng như này thì chúng ta có một cái góc nhìn rộng hơn này, làm việc giải trí nó cũng sướng hơn. Ngoài ra thì bản lề cũng rất là chắc chắn, chúng ta có thể gập mở 180 độ như này. Thì tất nhiên nó không hết 180 độ đâu, nhưng mà cũng không sao. Và đặc biệt ấy là cảm giác nâng đỡ màn hình cái máy này mình thấy nó rất là tốt. Mình cầm lên rung lắc như này nhưng hầu như không xảy ra hiện tượng rung lắc gì nó quá là lớn cả. Tuy nhiên thì có một điểm mình không thích ở cái bản lề này là khi chúng ta gập mở 180 độ như này này, nó không giống như bản lề Aerolip của Asus thì nó có hai cái miếng cao su nó đệm thì nó tránh gây sức cho cạnh màn hình này. Thế tuy nhiên chiếc máy này nó hoàn toàn là nhãn thí luôn, nên là theo mình thấy dùng một thời gian sau ấy, nó sẽ rất dễ là gây những vết xước răm, nên đây là một điểm trừ khá đáng tiếc. Về tính di động thì có lẽ đây là một điều anh em rất là quan tâm khi mua những chiếc laptop văn phòng. Thì ở chiếc máy này với cân nặng 1,5kg cùng độ dày là 1,7cm, rất là nhẹ và mỏng đúng không? Thì theo mình thấy đây là một cái công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho anh em khi chúng ta phải di chuyển nhiều. Với những anh em sinh viên, đặc biệt là ngành báo chí đi, thì chúng ta hay phải đi tác nghiệp, chúng ta cần mang theo len này, mang theo máy ảnh này, thì cũng hoàn toàn rất là nhẹ nhàng, không có gì vướng víu cả. Còn anh em văn phòng thì hay phải mang nhiều tài liệu, còn tài liệu gì thì mình không biết. Nói chung là chúng ta cần phải di chuyển nhiều và cần thay đổi không gian làm việc thì với mình đây là một công cụ hỗ trợ rất là đắc lực. Một điểm cộng. Nhìn chung với một mức giá 15 triệu nhưng mà sờ cảm giác rất là mười mấy 20 triệu ấy, thì chúng ta có một chất lượng cao cấp ở phân khúc trung cấp và thực sự đây là một chiếc máy đáng để em quan tâm. Về màn hình thì mình thấy đây là một cái màn hình nó khá là ăn tiền trên chiếc máy này. Khi nó trang bị cho mình màn hình Full HD IPS tráng gương với 70% sRGB, 50% Adobe RGB, độ sáng 349 nits, delta E là 1.05, độ tương phản là 1105:1. Thì theo mình thấy đây là một cái độ phổ màu nó không quá xuất sắc, nhưng mà mình nhìn ở ngoài thì cảm thấy nó rất là đẹp, xem phim cũng cực kỳ là sướng. Và cùng với độ sai màu nó cũng rất là thấp thì sẽ đảm bảo cho cái chất lượng chỉnh sửa ảnh hay là thiết kế banner của anh em nó sẽ chính xác hơn. Và tuy là màn hình tráng gương nhưng mà với một độ sáng cao thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là mang ra ngoài làm việc ngoài trời cực kỳ tốt, không vấn đề gì cả. Và với 15 triệu thì đặc biệt chúng ta có màn hình cảm ứng giúp cho chúng ta có đa thao tác xử lý trong công việc tiện lợi hơn. Ví dụ như anh em sinh viên khi mà một tay vừa cầm bút mà một tay vừa tìm tài liệu ấy, nó cũng rất là tiện lợi đấy.
Và nhìn chung thì với 15 triệu chúng ta có một màn hình cảm ứng, phổ màu tốt và thực sự là những tích hợp ở trên thì cực kỳ là vượt trội trong tầm giá. Tiếp theo chuyển sang bàn phím và touchpad. Thì với bàn phím của Lenovo thì đây là thứ mà như mình hay là tất cả anh em đều kỳ vọng ở những chiếc máy khi mà hãng đã có những ThinkPad hay là Legend có bàn phím cực kỳ tốt. Thì với chiếc máy này sở hữu một cái bàn phím có chất liệu nhựa cao cấp. Nếu so sánh cùng tầm giá thì ở những chiếc máy khác cùng tầm giá với chất liệu nhựa nó khá là rẻ tiền, gõ nó là cạch, nghe nó rất là khó chịu. Nhưng ở chiếc máy này thì không, nó hoàn toàn không gây tiếng ồn. Với mình thì hay sử dụng vào ban đêm nên là đây là thực sự là một cái bàn phím nó khá là hữu ích. Và tuy hành trình phím nó chưa được sâu nhưng phản hồi nó cũng rất là nhạy, layout hợp lý và cũng không quá khó chịu khi sử dụng lâu. Và với anh em làm content hay là văn phòng thì có thể yên tâm về phần nhập liệu. Và có một điểm mình không thích ở trên chiếc máy này, đó chính là đèn nền nó hơi tối một chút. Khi mình sử dụng ban đêm thì khi mà mình bật max sáng rồi thì nó vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cái độ sáng mà mình cần. Nên là hy vọng nhà sản xuất sẽ khắc phục ở những phiên bản lần sau. Về touchpad của chiếc máy này thì đây cũng là một điểm cộng khá là lớn. Khi ở trên chiếc touchpad này nó được phủ một cái lớp sần sờ, nó rất là mịn, rất là sờ anh em ạ. Và đặc biệt hơn là nó được cắt viền kim cương, nhìn nó rất là tinh tế. Tracking đa điểm nhạy, mượt mà. Và với một người da nhiều mồ hôi tay như mình nhưng mà khi mình di cũng không có cảm giác là bị zip. Và mình cảm thấy cái touchpad này hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Và đây là một điểm rất là ăn tiền trên chiếc máy này. Và nhân tiện đang nói trên cái khung bàn phím này thì chiếc máy của chúng ta còn được trang bị thêm một cái cảm biến vân tay, cũng được cắt viền kim cương rất là tỉ mỉ và phản hồi cũng rất là nhạy. Và với một bàn phím chất liệu nhựa cao cấp cùng với touchpad được hoàn thiện tỉ mỉ như vậy thì theo mình thấy đây là một bàn phím rất là phù hợp cho anh em có tần suất nhập liệu dày như mình. Và đây là một điểm rất là ăn tiền trên chiếc máy này. Về cổng kết nối thì trên chiếc máy này cũng được trang bị rất là đầy đủ luôn. Ở phía bên cạnh trái chúng ta có một cổng sạc, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C giúp truyền dữ liệu và sạc nhanh và một cổng jack combo 3.5. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta được trang bị một USB Type-A, bên cạnh đấy cũng là một cổng USB Type-A nữa và một cổng thẻ SD. Bên cạnh đó là ở bên cạnh chúng ta có đèn báo tín hiệu hệ thống và đó là tất cả những cổng kết nối trên chiếc máy này. Về hiệu năng thì chiếc máy này sở hữu cho mình chip Core i5 10210U, RAM 8GB và SSD 256. Và với một cấu hình văn phòng thì chúng ta không thể đòi hỏi một cấu hình quá mạnh được. Tuy nhiên thì chiếc máy này vẫn có thể chơi được LOL ở setting cao cơ. Với 75fps, cá biệt có những lúc trên 80, nhiệt độ cũng rất là mát mẻ, chỉ dao động khoảng 70 độ thôi. Và tản nhiệt kép của trên chiếc máy này đã thực sự làm tốt vai trò. Và ngoài ra thì ngoài chơi game, anh em cũng có thể làm những video nhẹ nhàng, không quá nặng. Và tuy chỉ là một chiếc laptop văn phòng, nhưng với chip i5 Gen 10 thì về cơ bản cũng phục vụ đầy đủ nhu cầu cơ bản của anh em. Về pin thì đây là một điều anh em cũng rất là quan tâm khi mua chiếc laptop văn phòng. Thì với quả pin 52Wh như nhà sản xuất công bố có thể trụ được vào khoảng 12 tiếng thì thực tế ở chiếc máy này như mình sử dụng chỉ rơi vào khoảng 8-9 tiếng với tác vụ văn phòng hay là xem phim thôi. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái mức thời gian cũng có thể gọi là chấp nhận được. Khi chúng ta đi học hay đi làm hay đi công tác xa, chúng ta cũng không cần phải mang sạc trong vòng một ngày. Về loa của chiếc máy này thì chiếc máy được trang bị loa Hartmann tích hợp công nghệ Dolby Audio giả lập âm thanh vòm. Tuy nhiên thì mình cảm thấy khi xem phim thì cũng không được vòm cho lắm. Có lẽ là chỉ để nghe nhạc vừa phải thôi thì cũng hoàn toàn chấp nhận được. Và theo mình thấy chiếc loa này cũng ổn trong tầm tiền, cũng không có gì quá xuất sắc cả. Và tổng kết lại, với 15 triệu chúng ta có một chiếc laptop thiết kế thời trang phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, mỏng nhẹ, chất lượng hoàn thiện cứng cáp, bảo mật tốt và hỗ trợ đắc lực cho anh em có nhu cầu di chuyển nhiều. Và anh em có chia sẻ gì về chiếc máy này không thì hãy bình luận ở phía bên dưới phần comment và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.